hỏi: "Trong nhà con có rất nhiều muỗi và nhện nhện, sợ rằng chúng sẽ cắn chích mấy đứa con nít và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tụi trẻ con. Vậy con có thể đập chết loại muỗi nhện đó không?" Đáp: "Tại sao lại có muỗi với nhện? Có lẽ là do lúc trước con đã có nhân duyên với chúng nó, nên chúng nó hy vọng tìm sự che chở của con để chúng được sống còn. Hoặc là con đã từng kết oán với chúng, nên nay chúng muốn đến báo thù. Mỗi người chúng ta có thể là đã từng làm muỗi, làm nhện qua. Bây giờ được làm người, chúng nó cũng sẽ đến đòi nợ của kiếp trước. Cho nên tốt hơn hết là đừng nên giết chúng." Hỏi: "Niệm hai thánh hiệu Quán Thế Âm và A-di-đà Phật có gì khác biệt và hiệu quả có giống nhau không?" Đáp: "Một khi mà chú sanh tâm phân biệt như vậy thì đã không có hiệu quả rồi." Hỏi: "Tại sao mẹ con chết đã lâu rồi mà người trong gia đình con vẫn thường nằm mộng thấy bà trở về? Vậy là do nguyên cớ gì?" Đáp: "Bởi vì người trong nhà vẫn chưa quên được bà." Hỏi: "Xin hỏi sư phụ, tông quy ngưỡng có gì là đặc sắc? Sư phụ nghĩ là nên phát dương quảng đại tông này như thế nào?" Đáp: "Tông quy ngưỡng thì rất bình thường, chứ không có chi là đặc sắc cả. Tông quy ngưỡng cũng không nghĩ đến chuyện phát dương quảng đại, mà chỉ cần có đức tánh lớn mạnh thôi." Hỏi: "Chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm có gì không giống? Tụng chú nào thì mau khai ngộ hơn?" Đáp: "Tôi chưa có khai ngộ, cho nên không thể trả lời câu hỏi này." Ha ha ha,